lên bờ thì nó mất cái lời thề, nhưng mà giờ cũng được chứ không không giờ tôi cũng xin trời Phật, giờ tôi gặp con tôi rồi, giờ tôi phải là hữu hủy với con tôi rồi chứ đâu mà ở giữa ghe được. Thì đứng xa thôi rồi ra mới đứng gần để lại ông thấy ông xúc động thêm đó. Mình cũng như tòa án mình không có phép là gần, cũng như đứng cái xa một giờ thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng nay thôi thì Bùi Hồ và các anh em rất là hồi hộp khi mà cái tình cảnh ông Tư sau 2 ngày về Cà Mau thì bệnh tình đột nhiên trở nặng. Và cái điều đặc biệt đó là ông Tư lại muốn lại xuống chiếc ghe của mình nằm. Trong khi đó thì ở dưới thì nó khá là lạnh lẽo và gió rất là mạnh luôn. Nhưng mà không hiểu vì sao ông Tư lại chọn cái cục xuống ghe để mà nghỉ ngơi. Thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn từ sáng giờ Bùi Hồ muốn đặt cho câu hỏi với ông Tư. Cái thứ nhất, cái thứ hai á, ngồi cái bên Bùi Hồ là ông Ba nè, cũng lo lắng cho ông Tư rất là nhiều, đi tới đi lui lo sốt vó nhưng mà không dám lại gần. Thì đồng thời đó thì chị cụ Cẩm Hương cũng đã gọi tức tốc gọi bác sĩ anh Hưng thì lại đút nước rất là nhiều những cái câu chuyện tình của người con đối với cha của mình sau hơn 31 năm xa cách ngay tại Cà Mau này. Chào ông Ba với chào ông Tư. Chào mấy chú, cô bác từ xa. Chào chú Ba. Dạ. Ngày hôm nay có lẽ là một cái ngày mà đối với ông Tư á, thì nó ngày đáng nhớ nhất sau mà những ngày về Cà Mau. Thì đâu đó thì cô bác anh chị nhận được một cái gọi là thông tin. Yeah. Thì ông Tư đã bệnh nặng, khá là nặng. Yeah. Và cái căn bệnh đó làm cho mọi người rất là lo lắng. Yeah. Và sau khi đăng được cái đoạn clip lên đó thì cô chú anh chị đã điện cho chị Cẩm Hương rất là nhiều. Yeah. Hỏi về cái tình hình sức khỏe của ông Tư. Yeah. Vậy thì hiện nay ông Tư có thể thông báo cho cô bác quý anh chị biết rằng là cái tình hình sức khỏe của mình tại sao như vậy. Và có một điều khá là thắc mắc là tụi con muốn hỏi thêm là vì sao ông Tư lại chọn cái ghe của mình mà không chịu nằm ở trên nhà của chị Cẩm Hương. Đó vì hồi tôi bị người ta đuổi đó là thì đó ở đầu nó bị đuổi rồi tôi cũng tâm quyết là thầy với trời Phật là đeo đuổi sống với chiếc ghe rồi mà lụm nhặt cái chai rồi mà sống qua ngày chừng nào chết thôi chứ không có là lên bờ. Ồ, vậy là ông Tư có một cái lời thề vậy luôn hả? Dạ. Là bị như thế nào bị người ta đuổi, ông Tư có thể chia sẻ, có thể giấu tên người đó được không? Thì đó người ta hồi người ta kẹt không có người thì người ta kêu cho mình ở rồi mà giờ giữ ao cá giùm cho người ta đó. Thì sau này giờ ra lên giường rồi với cất nhà cưới dâu rồi đó, rồi ta không cho mình ở trong đất đó nữa, thành ra buộc lòng giờ đâu còn đường nào nữa mà ở. Lúc đó ông Tư mới mua chiếc ghe. Mua ghe. Dạ. Rồi là cũng không đủ vốn nữa. Người ta đuổi người ta có nặng nhẹ mình không? Không, đã nói giờ ta cất nhà này với ta trồng đồ đó mà cho con dâu ra với trai ra đó mà hưởng. Rồi có nuôi được hai chó rồi bằng còn dư được 800-900 ngàn rồi. Nuôi hai chó rồi ta đuổi thì giờ biết là chó chưa được có ghe rồi biết chó ra đem đâu. Yeah. Rồi bán được hai chó 500 ngàn là được 1.3 triệu. Yeah. Rồi mua ghe thì không đủ nữa. Rồi cậu tôi mới xuất ra, ổng mua xuất tiền ra mua cho đủ cái ghe. Rồi ổng mua chai, mua đồ, cái chép. Rồi ở nhà ổng tới là cái ghe nó khô rồi là mới đi xuống ghe. Bán hai chó luôn? Bán hai chó luôn. Nhiều không Tân? Hả? 500 hả? 500. Lúc mà bán hai chó thì con vật nó đã gắn bó với mình thì nó có nhiều kỷ niệm lắm. Dạ. Thì lúc đó bán buồn dữ không? Trời ơi, đi là rớt nước mắt đó. Bán cho người ta làm thịt hay là người ta nuôi? Người ta cũng nuôi lại mà không biết, nó muốn làm thịt nên nó làm gì làm mà mình cũng đâu biết được. Tại mình cũng muốn nuôi lắm mà tại vì xuống ghe không thể nào nuôi được không? Dạ. Chứ phần mình không đủ tiền nữa. Dạ. Bán hàng chó để mua chiếc ghe. Mà cũng bán cũng không đủ nữa rồi cậu đó ông mới xuất ra. Nhưng mà ông Tư ở trên bờ được bao nhiêu năm? Cũng là ba mấy năm rồi.
ở đậu là bao nhiêu năm á? Ở đậu cái đất ở đậu đất là vài tháng người này đủ kia đủ người này đủ rồi nghĩ kêu cho ở tới người nó đủ thì người khác kêu cho ở. Lúc đó là ông Tư khoảng nhiêu tuổi? Thì nó cũng ba mấy tuổi rồi, hồi bỏ vợ tôi là tôi về đó rồi ở. Là người ta đã ông Tư mua ghe là 6 cái ghe là 11 năm đúng không? Dạ. Là từ đó là sao, là hứa không lên nhà nữa, hứa với bà cậu là bị xong gì, bị gì đâu còn chỗ đâu ở nữa, ta ông cũng ta đập giường nữa mà nó làm giàu mà. Nhà thành ra mua được cái ghe rồi hứa với bà cậu trời Phật, bây giờ con xa cơ thế rồi. Giờ con mua được cái ghe, con sống với ghe như cái nhà con rồi, giờ trời Phật công bà độ hộ tôi bơi vớt cho cô bác ra kẻ mến người thương lớn nhỏ đó, cho tôi chai lon đồ hay là tiền gạo gì chút định mà tôi từ từ tôi tạo thêm ra. Tôi hứa với trời Phật giờ lên bờ thì nó mất cái lời thề, nhưng mà giờ cũng được chứ không giờ tôi cũng xin trời Phật, giờ tôi gặp con tôi rồi, giờ tôi phải là hữu hủy với con tôi rồi chứ đâu mà ở dưới ghe được. Dạ. Đó. Ở ghe thì bỏ con sao, à mình không gì à. Đó. Bác sĩ thì chẩn đoán là ông Tư là bị hạ huyết áp, nên là đỡ là ông Tư bị chóng mặt rồi thậm chí là khó thở. Dạ. Thì cái lúc mà nằm ở dưới ghe thì ông Tư có cảm thấy khỏe hơn so với nằm ở trên nhà không? Khỏe hơn, bởi vì tôi đâu có mà cử động gì, chỉ cử động của cái tay rồi khòm vớt rồi mệt đó thì vô nằm nó cũng khỏe nữa. Thấy con nói hồi sáng nè, lúc sáng á, lúc sáng này là ông Tư ở trên đây nè. Dạ. Là nghe nói là ông Tư mệt. Dạ. Thì khi mà ở trên này mệt thì xuống dưới nằm ở dưới ông Tư có cảm thấy khỏe hơn so với nằm trên nhà chị Hường không? Khỏe hơn, bởi vì mình nằm nó quen rồi. Rồi sóng gió đồ nó lắc cái vô mình cũng dễ ngủ. Ông Tư có nghĩ rằng khỏe là do cái việc là mình quên lời hứa, hay là khỏe vì đối với ông là sống với ghe nó quen? Sống với ghe cũng quen mà quên cái lời hứa để mình giấy lại rồi chinh lên sống với con đó. Thì thành ra là đậu ở đây cũng như là động đất, động nhà của mà mấy người bước mặt đó. Nên mình phải trình. À, mà mình xuống rồi cứ lo nhậu, quên. Lo tiếp ông, cô chú, anh chị chưa? Chưa có thông báo. À, rồi ngày hôm nay là ông Tư đã thông báo xong chưa? Thì giấy đó tôi cũng thông báo rồi, nhưng mà để coi thì sao rồi tôi cũng mua con vịt đó là gà vậy đó, tôi luộc tôi nấu giấy lại cho ta. Vậy là có một cái lời hứa nữa là phải mua trả lễ một con gà hoặc là một con vịt. Đó. Vậy thì ngày mai có thể mình làm luôn. Thì... nhưng mà ngày hôm nay là sau khi ông Tư thực hiện cái lời khấn vái đó. Dạ. Thì ông Tư có cảm thấy mình tự nhiên khỏe lại không? Thì tự nhiên khỏe hay không có gì. Bây giờ ăn không được chứ tự là mời cô quốc một chén hai chén cơm chứ không phải mà dít vậy đâu, nhưng mà giờ thì phải dít vậy đó. Chứ làm nhiều quá thì nó ói. Bởi vì mình ói nó nôn ruột rồi. Thì giờ chỉ là uống sữa, là uống nước dừa gì đó, cái đầu là sự tự là quất. Lúc mà ông Tư ở dưới ghe đó là ông Tư ăn cơm một buổi, ăn Tư ăn được mấy chén? Tôi ăn không có mấy chén, tôi nấu cho nó lớn gì nè. Rồi múc ra. Rồi bắt đầu lấy cái tô bự gì là cái múc vô nấu canh cải rồi nội vậy đó, cái rồi chan vô cái nước thịt rồi mình gứa vô cho vừa ăn vậy đó, rồi múc cục thịt khứa cá gì để vô múc hơn một khối rồi nửa chén úp lên. Thật ra là cái điều mà tụi con á lo lắng nhất á là không phải là cái không lường trước là cái chuyện tâm linh như ông Tư nói. Dạ. Mà ông bà người ta thường nói câu là có thờ có kiêng và có thiên và có kiêng ngắt có lành. Dạ. Thì chắc cũng là tại một cái lời hứa thì thôi, chắc có lẽ ngày mai gì đó mình sẽ mua một con gà hay là con vịt gì đó ông Tư hứa. Dạ. Đó sẽ đúng. Và cái điều mà tụi con lo lắng tiếp theo cũng như là chị Hường lo
đúng rồi. Và cái môi trường sống nè. Qua những ngày qua thì cô bác với anh chị đến đây chung vui rất là nhiều. Dạ. Thì đâu đó thì cái cuộc mà tâm sự với con cái của mình nó chưa có được nhiều. Dạ. Và cái thời gian riêng tư nó cũng chưa có nhiều nữa. Và dạ, cái bắt nhịp với cuộc sống ở tại gia đình của chị Hương á. Dạ. Cái thế hệ trẻ nó rất là men như thằng Hải hay Đăng á. Dạ. Tuổi nhỏ thì nó hơi năng động hơn, so với tuổi ông Tư thì nó hơi trầm lắng hơn. Dạ. Vậy ông Tư có lo lắng về cái vấn đề đó không? Tôi cũng lo lắng chứ. Bây giờ con tôi cũng đương eo hẹp mà tôi cũng đâu có vốn gì nhiều, rồi dư giả đó là cô bác nó cũng cho, với tôi bán cái trang dịch đồ với mấy cái ghe chở cát rồi đó, nó cũng cho tôi gom gom mà bữa tôi xuống là được 14-15 triệu gì đó. Nhưng mà tôi cũng là tặng cho đợt trước là tặng cho con cháu đồ này nọ, vậy tính là về cũng là chưa định xuống, nhưng mà để gom thêm mất tiền nữa. Mà mình xuống con có eo hẹp thì cái đó phụ vô rồi thắng từ từ là mình sinh hoạt thêm đó. Mà ông Tư thấy cái cuộc sống ở đây mấy ngày qua thì ông Tư có quen dần chưa? Tôi quen bình thường chứ không có gì chứ. Cũng quen dần rồi đúng không? Nói chuyện có con hiếu thảo thì mình cũng cảm thấy ấm bụng. Thấy ấm bụng rồi. Ngày nay á là một cái ngày rất là lo lắng. Yeah. Lo lắng nếu như không có chị Cẩm Hương anh Hưng ở đây. Yeah. Ông Tư đậu chiếc ghe ở Hậu Giang á, mà xúp đằng kia á, thì nếu như mà gặp cái tình trạng đó thì ông Tư xử lý một mình, ông Tư xử lý như thế nào? Không, nếu mà mình anh tôi thì nó vừa hơi là tôi biết rồi. Yeah. Cảm nhận được ha. Rồi là tôi nằm rồi. Tôi nằm tôi thở hồi hết trơn à. Tự nằm tự thở luôn hả? Ừ. Rồi bây giờ bị đứa ngồi đột ngột quá rồi thành ra nó giật tôi té ngang thì tôi cũng hết biết gì chơi luôn rồi. Ồ. Là cái triệu chứng đó thường xuyên xảy ra không chú Tình? Không, lâu lắm, có khi là 3-4 tháng vậy đó, rồi tôi mận gì nặng chút là xách mà gạo người ta cho đó, tôi xách chừng 5 kg cái thì là bỏ cái vậy là bắt đầu nó là mệt rồi đó. Mệt là mình tự mình đề phòng trước, có mình nên mình tự đề phòng trước. Thì bỏ bột gạo xuống thì nằm xuống thở rồi. Thở hơi cái nó hết à. Đó. Còn dưới ghe mà bò lên bờ mà xa quá là bò lên rồi thì cũng ngồi đó chút thở chút rồi mới đứng dậy đi được. Lúc ở Hậu Giang á thì ông Tư lại chỉ có lủi thủi có một mình thôi. Yeah. Một mình giải quyết hết tất cả. Chẳng hạn như ông Tư cảm thấy uống trà đường thì nó sẽ khỏe hơn. Yeah. Cảm thấy nằm xuống thì nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà mọi cái công việc đó ông Tư đều phải chủ động. Và ngày hôm nay về đây nè, cái chuyện đó thì đã có anh Sầm Hưng. Con thấy anh Sầm Hưng là đúc trà đường cho ông Tư uống nè. Yeah. Chị Cẩm Hương á thì lại lật đật chạy đi ra ngoài chợ mua những cái lốc sữa ở Ensure kia kìa. Yeah. Để cho ông Tư uống. Ở chạy ra ngoài ngay sông Đốc ở ngay thành phố Cà Mau cách đây hơn 10 mấy cây, và thậm chí chạy đi ra bác sĩ á, kêu tụi con chạy đi ra ngoài bệnh viện ngoài 10 mấy cây kia để mua thuốc cho ông Tư uống. Yeah. Thì bao nhiêu đó thì chắc có lẽ là ông Tư đã cảm nhận hết cái tình cảm khi mình về được với con, đúng không Tư? Đúng rồi. Thế tôi cũng biết về đây thì tôi cũng ghiền chà, rồi là làm cũng khổ cho con tôi. Nhưng mà cái chuyện nó nhỏ thôi, nếu yêu cầu con nó đừng buồn, đừng này nọ là tôi thấy là cuộc đời tôi còn hạnh diện hơn nữa. Đó. Nghe nói có ổng về rồi, chà quéo rồi háo điển là này nọ, cái đó là tôi là bực bội là giọt à. Nhưng mà ông tôi cảm thấy sao? Thì thấy con nó đối xử vậy đó mà giờ mới về thì thấy con này đối xử thì tôi thấy vui lắm rồi, nhưng mà để sau này thử coi sao. Bởi tôi đi là tôi phải này là phải mang cái ghe máy theo đó. Để có một cái đáp án nó chính xác nhất á, thì thời gian là cái câu trả lời tuyệt vời. Dạ. 1-2 ngày nó không quan trọng, 1-2 tháng nó cũng bình thường. Dạ. Thậm chí là phải 1-2 năm thôi. Bởi vậy. Đến cuối cả cuộc đời. Ngày hôm nay á, chia sẻ với ông Tư vậy là vui rồi. Dạ. Cũng đã có chị Hương kế bên. Thì chắc có lẽ là người bạn đồng hành với ông Tư từ trước đến nay, đó là ông Ba nè. Yeah. Hồi sáng ông Ba cho con biết cái cảm giác tại sao ông Tại đi tới đi lui mà cái cảm giác ông bồn chồn như ông Ba.
Tại ổng bị mình nắm buộc đó. Dạ. Rồi chú Thanh thì đứng xa thôi. Rồi ra mới đứng gần. Dạ. Rồi ổng thấy ổng xúc động thêm đó. Mình cũng như tòa án mình không, không có phép là gần, cũng như đứng cái xa mình dòm thôi. Đó. Dành với anh mình có vui vẻ, tự nhiên chưa gì đó. Đứng mình chỉ đứng ngắm dòm. Đó. Chắc có lẽ là ông ba cũng sợ lại gần ông Tư, ông ba sẽ khóc đúng không? Đúng. Mình thấy anh mình làm vậy mình thấy cũng xúc động khóc rồi sáng. Đi dạ không? Tôi cũng bỏ đi mát rồi. Nước cho ai rồi? Với đặc biệt là có anh Hưng á, ông Tư thì hồi sáng từ lúc anh Hưng mà dẫn ông Tư xuống ghe á, là ở đó với ông Tư tới chừng nào ông Tư khỏe là dẫn lên luôn á. Lúc anh Hưng ơi. Thôi để cho ông Tư nói một xíu được. Tôi làm vậy chứ tôi phải gõ kẹt phía bên kia là tôi biết có ai trực rồi. Biết có người trực luôn hả? Nhưng mà tôi... mở mắt không nổi đúng không? Mở mắt cái chưa nổi. Anh đang ở dưới suốt luôn. Có nghĩa là hơn 12 giờ đúng không nè? Hơn 11 giờ luôn là chưa ăn cơm luôn. Đợi tôi lên, lên đây cái mặt xanh lè luôn, sắp xỉu luôn rồi. Anh lên đây anh mấy nồng nghỉ một chút. Rồi hồi sáng mà tôi khỏe rồi ngồi vậy tôi lấy cái chảo lần tôi đến bán cái chai đó thì nó cũng bắt đi cầu, rồi tôi đi cầu xong rồi tôi luyện dưới xong rồi là tôi chung ra thấy con tôi nó đứng ngang chân rồi. Đứng làm gì? Đứng kịp thời con tôi đi đâu hay là ấy rồi đây cha tính khỏe rồi giờ cha đến lên nhà chị con. Giao đấu nữa. Anh đang ở dưới suốt mà. Thật ra thì ông ba là cũng sức khỏe thì cũng không có được tốt hơn ông Tư nè. Hỏi chút xíu đừng có buồn, đừng có buồn khóc nữa nghe. Thấy ông Tư vậy thì ông ba có cảm thấy mình tủi phận không? Hả? Thấy ông Tư về nhà con cái, ông ba có cảm thấy buồn cái số phận của mình không? Mình cũng buồn. Nên dĩ nhiên mới phải buồn rồi. Mình chia tay cái một người về quê rồi người ở ở với mà con cái nọ là mình không có tình mình để thôi tất cả để mình về cái mình cũng nhớ ảnh với đó dù không biết rồi nói sao vậy cũng mình để bụng thôi dần dần nó thay thở rồi đó không phải mình buồn hoài buồn riết mình làm ăn không được cái gì đấy có nói là ông ba có thấy buồn cho số phận của mình khi mình chưa tìm được người có người thân của mình bên cạnh không? À, là chỉ có một mình ông Tư rồi đó, tất cả người còn mấy người kia thì không, cũng như mình ăn là không thích đó, không thích thì quay ăn. Con hỏi thì ông ba nè, ông Tư đã về cũng đã có nhà cửa con cái rồi, chiếc ghe còn trống ở dưới kia kìa. Ông ba có dự định là nhà xuống đây ở được một bầu bạn với ông Tư là mượn chiếc ghe của ông Tư mưu sinh không? Cái đó hứa chắc không hứa rồi, mình ở đâu quen đó rồi. Cái cuộc sống mình nó kinh tế đi đứng rồi nọ cũng dễ dãi hơn chứ này. Bây giờ kinh tế hiện nay là nhiều mới đi về Cà Mau, con quên hỏi ông ba là chuẩn bị được nhiêu? Kinh tế hả? Ờ. Mẹ tôi mấy trăm. Là bán là chơi mấy ngày. Mình chơi chơi chưa có bán. Ông đem được mấy trăm ngàn còn nhiêu cho con mượn coi quá. Cái này là mình không cởi tiền là Mạnh Thường Quân cho hay mọi người thân tặng nha. Không cởi tiền tặng, cái tiền tặng mình bỏ sang bên đi. Bây giờ cắt sang bên còn nhiêu. Cái này là lộ phí đây đúng không? Dạ. Hai trăm tám mươi tám hai ngàn. 282.000 là hôm ngày có mẻ chưa? Hôm ngày có dùng để mua rượu gì chưa hay là đem từ ở Hậu Giang tới giờ vẫn còn gian vậy? Có mua hôm qua được cây rượu á. Đúng mười mấy ngàn. 14.000. Được coi đủ tiền về xe về lại Hậu Giang không? Đủ. Dạ. Đủ không? Đủ. Dạ. Còn... không lẽ 200 mấy rồi không lẽ không đủ? Không lẽ không đủ hả? Con hỏi thiệt nè, ông có một ước muốn gì không? Ông nói cho con tụi con nghe với, tụi con có thể kết nối được để cho mọi người có được chung tay cùng mình hiểu không? Vì con biết đâu đó rằng thì ông vẫn còn một cái căn bệnh ở trong người, như ông Tư chia sẻ là căn bệnh trĩ.
thì ông có ước muốn gì ông có thể chia sẻ được thì mọi người có thể chung tay cho ông ba. Ước nguyện tôi là tôi mở cộng trào sáng phẩm cho tôi hết đó. Tôi ví dụ mỗi lần đi cào nó sớm vậy, cũng chỉ cái nét luôn đúng rồi tôi đang năm mà bút đó. Nó cái bút nó còn vỡ nét luôn nó hết. Ôi, khổ quá ha, bị lâu chưa? Lâu, một chục năm. Ở đó đầu tiên thấy. Nhưng mà sao không đi, ông ba không đi trị bệnh? Có tiền lắm đấy. Không có tiền đi đúng không? Muốn đi không? Hả? Muốn đi trị bệnh không? Ở giờ ấy đỡ hơn có nhiều rồi, muốn đi bán tự tụ, không cắt đâu ra. Một đủ chúng nó nè. Ủa là tôi đi cần một cách đó. Ông ba thì ổng đi giữa đó. Đó. Khổ rồi. Thiệt. Thôi đi. Nhưng mà gì nè, có muốn đi trị bệnh không? Đi ra bệnh viện Cà Mau cho ta khám thử. Khổ đâu, cũng chuyện ngoại này thì con nghe nó sức thuốc thôi, cũng đâu thuốc đâu hết rồi. Đấy, bác sĩ cũng hết à. Hết rồi, uống ba thuốc rồi là tôi biết là không khỏe nhiều đó. Có thuốc rồi không mà. Mới uống nãy rồi. Hồi sáng là ông Tám là cậu của ông Tư á, kêu ba về, tại sao ba không chịu đi về? Tính nữa tính về rồi nữa nó đợi thấy về gần bên người anh mình giữ trong thâm nãy rồi anh về được. Cũng đau lắm, thấy ổng cũng nhóc bộ với anh đó, nên không tòa án tâm mình không có phép tòa án lương tâm luôn. Ở đây làm mà ảnh hết định mình như vậy yên tâm về ở tỉnh mình thôi, không có còn lo gì cả anh đó, cũng như tức là anh khỏe rồi đó thì mới về được, mới yên tâm được. Đúng rồi, vậy là mình về là lương tâm mình nó bị cắn gứt. Đúng rồi, tòa án lương tâm mình sẽ trừng phạt mình. Bị bỏ tù luôn. Chứ sao nghe tòa án mà lần đầu tiên mà con nghe tòa án lương tâm á. Dùng từ dữ trời. Rồi nhìn nè, cũng thay mặt cho cái chú Kevin Trần ở Mỹ tặng cho ông ba hổng ngày ngon, khỏi ông ba có chưa, ông ba nói chưa có mà hổng ngày đau bụng mà vừa hên rồi con gửi cho ông ba, tặng cho ông ba đó, sức vô mỗi khi đề phòng khi trái gió trở trời. Cũng cảm ơn anh Kevin Trần hả, chú Kevin Trần, chú ba gì, chú Kevin Trần. Chú... bây giờ nè, con hỏi chú ba là ngày mai muốn đi khám, ông chở đi cho bác sĩ cho khám để thay mặt cho các chú ở Mỹ, con sẽ trích quỹ con gửi đi cho đi khám. Bây giờ cũng mong số muốn rồi có rồi đúng không? Nó đỡ nhiều cũng bệnh khỏe, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất nha. Mà tôi thấy nó bớt phải không, mình giấu nguyên chiến bệnh giấu kiếm bị chết mình à. Ủa chú uống nãy giờ chưa được nửa tiếng đồng hồ thấy bớt luôn hả? Thôi cũng phải khỏe rồi. Nay có hai ông bạn già vui ghê ha. Nhưng mà ông Tư có cảm thấy là người bạn mình tri âm tri kỷ không? Rồi ông ba có cảm thấy mình may mắn khi tuổi già xế chiều có người bạn hiền như vậy không? Cũng khó kiếm lắm mà. Cũng khó kiếm chứ đâu phải tầm thường. Ông ba về tránh là người sau này cũng có người bạn mới à. Dạ, có không? Trời ơi, mấy người bớt giờ mấy người ai cũng được đất. Nhưng mà có một bạn giàu chứ ai có một bạn nghèo. Hả? Thích có một bạn giàu không? Mà không có cũng... ai không biết cái con này là duy nhất. Một duy nhất luôn à? Số 1 hay số 2? Số 1. Số 1 luôn trời. Hồi đó giờ có khi nào dành vai trai chưa? Như bữa hổm nói đó. Hả? Duy nhất sao nghèo không? Tư nó dành vai trai kìa. Chú ba nói vậy thì mốt ở dưới mà nhớ nhớ ông ba từ đó giờ từ ngày biết tới giờ thì cũng là vui vẻ thôi chứ không có tiếng qua lợi gì để buồn phiền gì nhau, chứ mà gặp nhau thì phải chơi à. Vui thì cũng nhâm nhi thì cũng làm bài ly rồi cũng nhiều thì nhiều, không nhiều thì ít, cứ là gặp là chơi vậy đó. Gặp đầu là nó ở ghe nó tôi bơi vớt vài gì à, thì đó kiểu giống như mà ngày xưa Bá Nha với Tử Kỳ mà gặp nhau người đánh đàn kẻ thổi sáo đúng không? Còn bây giờ hai người cùng nhau gặp nhau cái là phải nhâm nhi vài ly để kiếm chỗ ngủ. Kiếm chỗ ngủ. Thật ra chia sẻ với cô bác với anh chị mà món
món gọi là người bạn đồng hành thứ ba mà ông ba có đem theo đó là cái chiếc radio đằng kia kìa. À, ông Tư nhé, ông Tư cho con coi cái coi. Cái chiếc radio này á là thì ông ba ông mong ước ông có được nhưng mà ông ba chưa có. Ông ba nói là lượm dây chui, tôi nói thiệt với ông á, lượm dây chai không biết khi nào có tiền mua nổi. Cái chiếc này là trị giá bao nhiêu tiền ông Tư? Cái này nặng tiền lắm, này tới 600 mấy rồi. 600 mấy. Ông ba dự định là mình lượm dây chai bao nhiêu lâu mình mới mua được chiếc này? Cả cái vụ này về 600 mấy có là đâu có. Hàng này bây giờ đâu có không Tư? Có mà cũng tùy theo chỗ. Rồi chiếc này là bây giờ có thì tặng lại cho bạn mình hay sao? Bây giờ có con cái thì ở nhà, bây giờ tặng chiếc này cho bạn mình. Cái này nó cũng ôm ấp trong đầu óc tôi rồi. À đây là kỷ niệm rồi. Kỷ niệm rồi, cũng muốn tặng lắm nhưng mà thôi. Có muốn có chiếc đó không ông? Chiếc khác chứ không phải chiếc đó. À muốn bạn mẹ tôi đó. Mẹ tôi Tư đó. Bạn Tư ngủ. Ngủ mẹ. Mẹ ông Tư nghe để ngủ mà. Mấy chục năm rồi ông Tư? Bữa này là mười mấy năm rồi đó. Rồi muốn có chiếc đó không? Muốn đó. Cũng như mình buồn cái bắt muốn ngủ khó ngủ quá, bắn để hồi cũng ngủ cho quên đi cái nỗi đau khổ đau mình đó. Có gì đâu khổ đau, tôi thấy vui muốn chết. Đau vui muốn chết. Rồi cái người tôi chăm tới sáng ngủ không được. Mình suy nghĩ cái này đó biết ngủ không được luôn. Răng qua lại giờ vậy. Trong trời màu sáng đừng thích đi ruộng cho nó quên đi nỗi khổ đau mình đó, nỗi khổ đau tường tận. Rồi bây giờ con hỏi nè, chiếc đó là 600-700 ngàn như ông Tư đơn ra giá đó, thì nếu như mình lượm như chai là bao lâu mình mới được chiếc đó? Đó có nhiêu là hết nhiêu, vài chục ngàn không đủ xài nó sao được tới đó được. Không nói đâu hả? Ừ. Giờ ăn 50-70 cũng có. Mà nói vậy chứ mà chiếc đó này pin sẽ không bằng hơn. Không bằng cái này. Dạ. Nói vậy chứ thì sẽ chung ngày về lại Hậu Giang đó thì tụi con sẽ cùng với ông mua cho ông cái chiếc mới. Dạ. Tại vì bây giờ hai người bạn đi hết rồi. Bạn này đi rồi không có radio nữa, ngủ không được nữa. Vâng ha. Rồi bây giờ còn ước mơ gì nữa không? Ngoài ước mơ hết bệnh rồi, ước mơ gì nữa không? Mình cũng ước mơ về cái nghề cũ mình đi cũng lượm cái chai đó. Ôi trời ơi! Vậy đó? Ước mơ kỳ vậy? Cái mình dài của đâu cũng làm đâu mà cũng nặng nổi. Thường thường là người ta ước mơ đúng số. Ừ. Người ta ước mơ có ở nhà tường, ước mơ có vợ đẹp. Thôi ước mơ lại con có rồi. Vợ dù đó không có rồi. Tự nhiên con mới nghe lần đầu tiên ước mơ của ba hết hồn đi rồi. Ước mơ lụm dây chai trở lại. Anh một đồng bây giờ. Hả? Đó, mình cũng muốn trúng số rồi mua miếng đất. Hôm nãy trong dây chai bây giờ mình nói cũng nghiêm túc quá. Mình mua miếng đất vừa đó mình cắt cái nhà mình tự do, mình ăn nhà ở động ta. Thấy bị khó lắm. Không biết ở gần ba. Chị chỗ cho đun gà đun vịt chó nó thúi rồi thúi quét rồi dùng ở ba bốn ngày cho đủ nữa. Có đi chỗ khác từng lễ nửa tháng rồi bị đủ đủ nữa. Hình như tôi ở ăn nhà ở đậu hình như 5 lần bị đủ luôn. Cũng bị đủ luôn. Ừ. Hai ông lâu đi không kịp đó. Hả? Dạ ông lâu đi không kịp á. Đủ luôn. Một ngày tôi đủ ba bốn chặt luôn. Hai ông ở tới đâu tao không đuổi lên trời. Hai ông bạn bị đuổi lên. Hiện bây giờ ở dưới ghe còn ai đuổi nữa không? Dưới ghe chắc ăn rồi. Hết ai đuổi? Hết đuổi. Ngày nay trước đây ở Mỹ á, người ta gọi là những người vô gia cư. Rồi tiếng Anh người ta gọi là homeless, là những người mà không có nhà cửa, là cứ tối là ngủ vỉa hè, ngủ công viên, ngủ gì đó, tạm bợ trong một cái lều. Nay ước mơ có căn biệt thự với vợ đẹp. Mấy không nói cái gì. Thì tao thấy cái biệt thự. Hiểu không? Ước nguyện tôi là cũng như mình trúng hồi số. Hồi hôm trước con với Đạt đi vô trong kia á, thì gặp cái cô kia nói muốn làm mai, thấy ông bà dễ thương quá, nụ cười có duyên. Hỏi mình hỏi con ba có chịu hay không? À bây giờ mới nhớ luôn. Ừ, rồi ông ba bây giờ chịu không? Ta chịu rồi đó, ta thấy hình rồi. Ờ rồi đụng dốc quá luôn. Kêu hai con trả lời ông ba. Thôi ba ơi, ta đợi ông chủ. Nó thiệt luôn á. Thôi đi. Ờ. Đừng hồn cao hả chú ba? Con cái này là con nói thiệt.
nhưng mà người ta ngói, người ta nói thấy ông này ông cũng có duyên nha, hàm răng ổng chiếc còn chiếc mất cũng vui. Rồi bây giờ là hỏi ông có chịu tao không, mình hữu hỷ tuổi già thì ý ông sao cho con biết để con biết ngỏ lời với người ta nè. Chưa có biết mặt bài người ta sao, người ta biết ông rồi nhưng mà ông chịu không, người ta biết tôi ngặt tôi không biết là sao. Đi dây cần không con mang trở đi kho tỏi sao ôi mẹ ơi. Thì giờ ông tư ông về đây ông ở với con này, ông cũng phải đi kiếm vợ chứ. À, ai mà mong muốn vậy, mà ông muốn gì nãy chứ không muốn gì nãy không muốn. Nhưng mà cũng gì lại mới lên hơn mười mấy năm rồi thưa ở dưới cũng buồn nhảy cũng vui nhưng chưa nói tới đồng đó, anh em mình cứ chăm cái chạy bắp sát mình đi buồn đó, tôi nói giờ đi nổ không đau mình đó, tôi nằm vào vào hồ nằm nghiêng quan lệnh suy nghĩ tự mình rằng thôi, ôi mình suy nghĩ quá tự mình hại bản thân mình thôi, dẹp quanh bên ngủ nó vậy đó. Nhưng mà ngày xưa ngủ cũng có gì chưa có chiếc radio. Thật ra thì ông ba thì cũng thích có một người bạn tri kỷ để mà hữu hỷ tuổi già. Thì mong là những cái cô nào đó thì có gặp ông ba năm nay là 67 tuổi là nam nhi còn độc thân nha. Có hiện nay đang ở Tắc Vân, Cà Mau. Cái cô đó thì chịu ông ba rồi đó. Ờ chịu ơi, đặt biết mà con nói là đúng. Chỉ cô có 100 cái đú một ngày, ông ba đi đổ 100 cái đú thôi. Rồi. Là hai người bị sống à. Bây giờ chú ba không chịu không? Thật ra chịu quá nhưng mà giấu quá. Ở đâu em đó rồi? Không chịu rồi chú Tư à. Đâu, để chú Tư à. Bán đáy về ổng đi. Thật ra thì con cũng mong rằng là có duyên nào đó thì ông ba sẽ tìm được một người bạn có thể tuổi xế chiều thì mình có thể nằm đêm mình tâm sự với nhau, nó vẫn vui mà. Chỉ là người bạn đời thôi cũng được, nó cũng hữu hiểu với nhau những lúc mà phòng khi mà ông yếu đúng không? Rồi bây giờ nói lên kênh của con đi, nói có em nào gì đó nói đi, anh sao đó nói. Rồi hỏi đâu đó. Bạn ơi. À, sớm giờ thì thấy ba bình thường, mà mỗi khi Hồ nói giới thiệu cô này cô kia thì thấy ông ba mắc cỡ ngượng ngùng. Chưa biết yêu. À được. Mười mấy năm rồi, chưa yêu lần nào luôn á. Chưa yêu lần nào luôn. Ồ, thiệt không ba? Để cho lắm, mình đã quen rồi. Nói tôi ở thư giãn hơn, tự do hơn. Thôi nói vậy chứ, bây giờ cũng ông Tư cũng khỏe lại rồi. Và nói để cho vui cho ông cháu mình hỗn hỉ nhau buổi chiều như thế này. Cũng chỉ là một những cái tâm sự cùng nhau để mà nghe em kể lại cái chuyện đời, chuyện xưa. Để mà cho những người mà tuổi trẻ như tụi con có thể hiểu biết thêm, học hỏi thêm để có thể cố gắng lao động để sau này cũng sẽ vun đắp cho cái cuộc sống của mình tốt hơn. Đồng thời là có thể chia sẻ cho những người mà người ta lại cảm thấy cái cuộc sống mình may mắn thì gặp như ông ba ông Tư, người ta lại có một cái động lực vươn lên nữa. Người ta cảm thấy mình được may mắn hơn so với rất nhiều người. Thì cảm ơn, chúc ông Tư luôn sức khỏe dồi dào. Cảm ơn ông ba nhiều. Ngày mai mốt đây thì mấy ông cháu mình sẽ quen về lại vùng đất Hậu Giang, chỉ có mình ông thôi. Buồn nữa.